Chào mọi người đã trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay mình xin cập nhật với mọi người về tình hình quy hoạch mới nhất của thị trường bất động sản Nhân Trạch. Thì theo cái thông tin này thì cũng không phải là cái thông tin mới đâu mọi người, cũng là cái vấn đề nhắc đi nhắc lại thôi. Nhưng mà tình hình cái cầu này thì hạn thông xe rất là nhiều lần rồi mọi người nhé. Và nói không quá thì chắc cũng tầm 2 lần trên báo giao thông mọi người nhé. Và cái tiêu đề là sắp thông xe nút giao 319 kết nối cao tốc Long Thành Dầu Dây. Thì đây là cái tuyến kết nối của Nhân Trạch với trung tâm thị trấn Long Thành và với huyện Long Thành. Đi song song với nó là nó sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Long Thành Dầu Dây mọi người nhé. Thì một đầu thì nó sẽ kết nối đi Phan Thiết đó mọi người, là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đó mọi người nhé. Thì để mình chia sẻ cái bài báo này. Chiều ngày 8 tháng 10, ông Đới Hùng Cường, tổng giám đốc công ty cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI, chủ đầu tư cho biết các hạng mục của nút giao thông đã được hoàn thiện và chuẩn bị thông xe. Đầu tháng 9, dự án đã được các đơn vị liên quan ký biên bản nghiệm thu. Dự kiến ngày 20 tháng 10, công trình này sẽ chính thức đưa vào khai thác. 20 tháng 10 thì bữa này là ngày 12 tháng 10 rồi mọi người nhé. Tính ra thì cũng còn một tuần nữa. Thì không biết là cái sự tình nó có đúng theo cái tiến độ như báo chí đưa tin hay không. Và mình chia sẻ trực tiếp với mọi người cái ảnh hưởng của cái tuyến đường này mọi người nhé. Đây là cái bản đồ quy hoạch tới năm 2030 mọi người nhé. Và cái vị trí mình quanh tròn đây, ngay chỗ khung kiến đang đứng đây, thì cái đây là nút giao 319 đây mọi người nhé. Và cái tuyến đường mà có tuyến đường sắt này, đó là Dầu Dây đây mọi người nhé, Long Thành Dầu Dây đây. Và cái đường đây là đường 319 đây mọi người nhé, kết nối trực tiếp với cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đồng thời băng qua cái tuyến Long Thành Dầu Dây này thì kết nối với trung tâm của thị trấn Long Thành mọi người nhé. Đây là cái bản đồ quy hoạch mình chia sẻ với mọi người. Còn đây là cái bản đồ map mọi người nha. Thì ngay chỗ Phước Thiền này thì dân số khá đông rồi mọi người. So với vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh nhiều khu nó hơn rất là nhiều. Đây mọi người nha, tuyến đường 319 và đây là cái vùng xoay. Đây là đã hoàn thiện rồi mọi người. Cái hôm mà mình chia sẻ với mọi người về ngày 1 tháng 7 này, cái video cũng khá nhiều người xem rồi đó. Cái video đó mình chia sẻ cách đây gần 3 tháng rồi mọi người nha. Khi đó thì nó hẹn là 30 tháng 6 thông xe. Nhưng mà khi đó đầu tháng 6 là bắt đầu thông xe được rồi mọi người nhé. Nhưng mà do các cái vấn đề liên quan như là tòa nhà điều hành cũng như là các cái lan can bên đường. Còn hôm nay thì đặc biệt là hoàn thiện rồi, do vậy nên là chờ ngày thông xe thôi mọi người nhé. Đây cái bản đồ Google Maps đây mọi người nhé. Thì cái nút mà 319 này sẽ kết nối vào trong xã Phước Thiền và đi trực tiếp vào trung tâm của khu Nhân Trạch mọi người nhé. Khu Nhân Trạch là khu công nghiệp và vô cùng nổi tiếng ở tỉnh Đồng Nai mọi người nhé. Là 6 khu công nghiệp này rất là mạnh mẽ. Và đây trực tiếp xuống cái đường Nguyễn Văn Cừ này thì dưới này có dự án xây dựng Hà Nội, HUD, Thành Hưng, DTA và khu Ecosun bên Thăng Long Home mọi người nhé, Thăng Long Home Phước An. Để mình mở sơ một vài cái hình ảnh cho mọi người biết về cái đường này mọi người nhé. Trên cái kênh của mình luôn á. Đây là mình đang quay là cái đoạn lên cầu đó mọi người nhé. Rất là đẹp, hoàn thiện rồi đó mọi người. Còn đây là cái đường mà kết nối vào trong cái đường cao tốc mọi người nhé. Cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn đây là cao tốc này mọi người. Đây là cái đường cao tốc rồi mọi người. Ngay chỗ này là vị trí kết nối mọi người nhé. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã ghé lại kênh của mình. Mọi người thấy hay và hữu ích thì lấy đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nhé. Còn cái đường này thì hẹn tới
20 tháng 10 mọi người nhé. Thank you mọi người.